Vừa rồi Trinh có một cái người chị coi video và Messenger bên Trinh á, thì hỏi là Trinh ơi, chị có nên đầu tư mua bất động sản ở Việt Nam hay là không khi mà chị đang ở Mỹ ha? Thì Trinh nghĩ rằng đầu tư lấy tiền làm ra thêm tiền thì chắc chắn là phải đầu tư rồi, ok. Nhưng mà còn việc đầu tư ở đâu á, thì nó phụ thuộc vào mình, phụ thuộc vào cái sự hiểu biết của mình, cái khả năng của mình, khả năng tài chính của mình, ok. Nên cái việc là nếu mà chị muốn đầu tư tại Việt Nam á, thì chị phải nghiên cứu thị trường ở bên đó như thế nào, hiện tại nó đang xuống thì mua, thì đợi cái lúc lên cao thì bán, ví dụ như thế. Đó là một cách đầu tư. Và nói chung là đầu tư thì cần rồi, phải làm rồi, nhưng mà ở lại cái việc là mình thấy cái việc đầu tư đó nó có thích hợp với mình không. Và nếu mà lên thì không sao, mà nếu mà xuống mình có handle được, mình có chịu được trách nhiệm và những cái rủi ro như vậy không. Mình nếu mà mất cái đó, lỡ, cho nói lỡ thôi, nếu mà mất cái đó, nếu mà mình mua cái giá quá cao thì mình như thế nào, mình có phải bị phụ thuộc và rất là khó chịu trong cái việc đó không? Thì mình phải lường trước được những cái con đường. Trên chỉ chọn những cái gì thích hợp với Trên thôi. Nhưng mà nếu mà Trên vẫn đầu tư bình thường ở Việt Nam, cũng Trên cũng có tài sản và ở đây Trên cũng có vậy, you know, everything bình thường. Nhưng mà nói đi phải nói lại, để mỗi người nó sẽ khác nhau và tùy vào cái sự hiểu biết và khả năng tài chính và tất cả mọi thứ mình đang có, để mà mình có thể lúc đầu chị thấy mua cái nhỏ nhỏ thôi để mình học. Nếu mà mình chưa có, mình ngại hay là mình cần sự tư vấn nhiều đó, mình mua cái nhỏ nhỏ để coi nó như thế nào đó. Nếu mà mình không có phải là cái người take high risk, mình không có phải là người liều lĩnh, thì cứ từ từ thôi. It's okay nha, phải thử rồi mới biết, chứ không thử sao biết. Bye.